Ngồi xuống mấy đứa ơi. Tí nữa đó, má Thanh Hiền có nhờ em thắp cho mình tài ba không nghe. Tại em đang định trang má Hiền bên kia. Tí nữa thắp em xong rồi em thắp cho má Hiền nha. Sao mình thắp được 6 cây luôn đi. Anh kiếm mối hoài luôn đó anh Hoàng. Ai biểu mày đi Mỹ ngang ngược quá. Ngồi đầu luôn rồi kìa. Ai biểu mày ngang ngược đi Mỹ quá. Tao không thích vụ mày ngang ngược đi Mỹ. Đội nguyên nhóm đó chị Hương. Rồi em qua anh thăm anh Tài Mỹ nha. Ừ, Hương ừ luôn. Em xin mà cho cơ hội cho em đi thăm anh Tài bên Mỹ cho đi không cho thôi. Cho bà Hương ừ kìa. Em bỏ đây cho làm gì rồi chị? Hết rồi hả? Hết rồi đó mấy ông nội, ba nội giờ trễ ngồi bàn đi. Cho một bàn luôn đi rồi cho nhân viên luôn rồi chứ. Ừ. Bàn mới đi. Thôi tiền ngồi đây vui hơn chứ. Đó, mà tiền nó hốt cái gì hốt quá trời hốt cái cầu đó kìa. Vậy nhờ ngay cái bàn. Cái bàn kế bên luôn được không? Được. Được mà. Rồi. Không vô. Ăn. Phải nắm chỗ mà người bạn có bị chửi không trời. Không sao đâu, mình giật. Không sao. Thấy mình té té muốn hát mấy cuộc vậy. Sao bận thầm cục nha. Lên cái này hai vợ chồng con. Con đi, con đi, mấy đứa đó, ngồi đi. Cô ơi, cô lên ngồi giùm chị bàn cho đầy đủ đi con. Đủ đi con, hai chồng. Bú vô chụp hình luôn. Ba, ba, bú vô ngồi đi ba. Ủa mới lên đạn đâu rồi. Nên nó lạng lạng trước đi. Đạt ơi mà tỉnh phụ chứ Đạt ơi. Con vô ngồi giùm chị đi con. Con kết cả Như nè. Giờ có hai trường hợp. Anh Hưng lên đi. Em.